Đồng Nai hiện đang gặp khó khăn vì giá chuối bán tại vườn từ 14.000 đồng đến 17.000 đồng 1 kg, giảm mạnh chỉ còn 1.000 đồng đến hơn 2.000 đồng 1 kg, dẫn đến hàng chục tấn chuối chín đang tận dụng làm thức ăn cho dê, bò. Nhằm hỗ trợ người trồng chuối ở Đồng Nai, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 2017, hệ thống siêu thị Bixi triển khai chương trình bán chuối già hương không lãi, hỗ trợ nông dân Đồng Nai. Theo đó, Bixi dự kiến sẽ thu mua trực tiếp hơn 100 tấn chuối tươi và phân phối lại với giá không lãi là 5.900 đồng một ký tại 15 siêu thị Bixi từ Đà Lạt đến Cần Thơ, và đến nay đã tiêu thụ hơn 20 tấn. Trong đó, riêng siêu thị Bixi chi nhánh Đà Lạt đã tiêu thụ hơn 1,2 tấn. Được biết, ngoài việc thu mua chuối giúp nông dân, hệ thống siêu thị Bixi còn hỗ trợ chi phí vận chuyển, hậu cần, không thu lãi trên giá bán. Tinh thần của mẹ để cho vợ và mẹ là có những cái tinh thần.